Xin cảm ơn năng lượng của vũ trụ đã gửi thông điệp trong trải bài này. Ngắt kích nói ai nghĩ nhiều hơn ai. Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói điều cần nói, chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất có thể. Vì có rất là nhiều thông điệp được gửi trong trải bài. Và bạn như thế nào thì bạn sẽ tự biết cho các bạn. Và sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Và trải bài dành cho các bạn đang có suy nghĩ là không biết cái người kia có suy nghĩ gì về cái vấn đề chia tay của hai người và ai đang đau khổ hơn ai. Và đầu tiên là lá đà bài đại diện cho năng lượng nữ là lá tám kiếm. Mình nói thật sự với các bạn, mình sợ những cái lá bài mà thuộc về kiếm lắm các bạn. Các bạn có lá bài tám kiếm thì đây đại diện cho cảm giác là các bạn đang bị mắc kẹt trong một cái lối mòn hoặc vòng lặp của một chu kỳ. Bạn gặp vài cái vấn đề này và những trở ngại phía trước đó, tưởng chừng đó, bạn không có vượt qua được. Nhưng mà bạn yên tâm thì nó sẽ có lối thoát cho bạn. Có thể là cái lối thoát này không có dễ dàng để bạn vượt qua, nhưng nó có khả năng sẽ thoát được nha các bạn. Và mình cảm nhận được một cái điều đó, cái chuyện bạn gặp phải đó, đây là một cái điều giống như là hai cái thanh kiếm đâm vào người của mình vậy đó. Bởi vì bạn quá tập trung vào cái đau buồn này và khiến cho bạn không có lối thoát đi. Nhưng hy vọng là bạn sẽ vượt qua cái thử thách của mình và nhìn về phía trước. Có thể là trên cái đường bạn thoát ra cái cảnh đau khổ này có cái chữ vết sưng hoặc bầm tím trên cái đường đi, nhưng kết quả sẽ cuối cùng rất là xứng đáng. Và hiện tại các bạn đang giữ trong mình một cái suy nghĩ rất là tích cực và đang cho phép bản thân mình tê liệt về sự sợ hãi. Tại sao vậy các bạn? Và trong bạn đang có rất nhiều suy nghĩ. Bạn đang sợ hãi vì cái sự thiếu thốn, thất bại, cô đơn, hay là bạn đang sợ bị bỏ rơi. Điều quan trọng bạn cần nhớ là có cách để vượt qua những cái gì mà ràng buộc của bạn. Cho dù đây là vấn đề trong mối quan hệ tình cảm, thì các bạn có thể xây chuyển được tình thế. Bạn chỉ có thể sửa chữa được khi bạn dám nhìn nhận về sự việc của vấn đề. Và bạn đang rất là buồn, đang rất là tiêu cực vì mối quan hệ này. Thời điểm này là cái thời điểm mối quan hệ bị lạm dụng và cảm thấy là mình trở thành cái nạn nhân bất lực và tuyệt vọng. Bởi vì bạn không có khả năng đại diện cho sự phán xét. Bạn là người gánh hậu quả hoàn toàn trong cái vấn đề này vì sự im lặng của người ta. Và điều bạn cần là phải cần tìm kiếm cái sự hài lòng bên trong cho chính mình. Khi mà bạn tìm thấy cái điều này, bạn sẽ sẵn sàng chào đón những cái người bạn đời phù hợp hơn với cuộc sống của mình. Chính bản thân của bạn cũng không biết là cái chuyện gì đang xảy ra trong mối tình của hai người. Bởi bạn cần có sự hướng dẫn rõ ràng cho bạn biết cái đường thoát. Bản thân bạn đang bị vắt phương hướng rất là nhiều, thiếu định hướng và cảm giác bị chôn vùi rất là nhiều, và cảm giác bất lực chờ đợi sự trả lời từ phía bên kia rất là cao nha các bạn. Cái thời điểm này là cái thời điểm bạn cần sự giúp đỡ của ai đó. Bởi vì cái niềm tin gần như biến mất hết tất cả rồi. Bạn cảm thấy lạc lối và lẫn lộn, dường như mất đi cái khả năng phán đoán của bản thân mình. Cảm giác bạn rất sợ về tiến về tương lai, sợ phải chịu tổn thương do hoàn cảnh mới xảy ra tiếp. Tốt hơn hết là bạn hãy suy nghĩ cái điều mà mình đang e sợ. Bởi vì cái mọi thứ ít khủng khiếp và nghiêm trọng hơn là bạn tưởng rất là nhiều. Và hy vọng là các bạn phải suy xét đến những cái suy nghĩ cũng như hành động của mình. Đừng để chúng ảnh hưởng đến mình quá nhiều về những suy nghĩ tiêu cực đó. Và sau đây là năng lượng của người nam. Có một cái năng lượng của lá bài Judgment. Và năng lượng này là năng lượng nam nha các bạn. Khi lá bài này xuất hiện là lúc này là cái người này cần đang suy ngẫm và đánh giá về bản thân mình rất là nhiều. Cái việc mà tự phản ánh bản thân để giúp cho họ hiểu rõ và tốt hơn vị trí của họ trong cuộc sống này. Và họ cần phải biết thực hiện cái bước nào để tiến lên trong cuộc sống theo hướng tích cực nhất. Và việc bạn gặp cái người này vào không có đúng thời điểm. Cái thời điểm này, cái thời điểm họ đang phán xét về hành động của chính cuộc sống. Và họ muốn biết được là họ sẽ đi lên thiên đàng hay địa ngục do cái lối sống của họ.
Do đó họ không có quan tâm những cái vấn đề về tình cảm. Và chính bản thân họ đang những suy nghĩ và đánh giá mọi việc một cách rất là khắc nghiệt, và tự đưa mình ra những phán xét rất là sai lầm vì vấn đề xảy ra trong cuộc sống, ngay cả trong tình yêu của bạn luôn. Nhưng là nếu như mà họ suy nghĩ tích cực thì đây là một cái mức độ họ biết đánh giá bản thân và biết lựa chọn cái gì tốt nhất cho mình. Còn nếu mà họ suy nghĩ tiêu cực thì đây là cái sự khắc nghiệt nhất và tự mình đưa vào những cái bẫy của cuộc sống. Và họ cũng đang dính dáng tới vấn đề của pháp lý, một cái vụ việc gì đó cần có cho tòa án đang được giải quyết. Và đây là một cái sự gì đó, một hành động cách danh dự, vấn đề sẽ được giải quyết sớm nếu như mà cái nghiệp báo của họ đã học được từ quá khứ để giúp cho họ đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất cho mình. Và nếu như họ không có suy nghĩ trung thực á, thì họ đừng có mong đợi cái mọi thứ sẽ đi đúng theo ý họ. Bởi vì cần nhất là cần sự thanh minh của lương tâm, cố gắng sửa chữa hành vi sai trái của mình. Lá bài này biểu hiện sự xa cách của họ đối với người yêu, và cá nhân họ rất là cố chấp các bạn, bởi vì họ đang có xu hướng là tranh luận để cố gắng gây ra phản ứng và gây ra tổn hại trong mối quan hệ của họ nhiều hơn là họ muốn. Tại sao họ không có nghĩ là họ cố gắng ngồi xuống và nói chuyện về cảm giác của họ mà không phải đổ lỗi cho bất cứ cái gì hết? Và có việc biểu thị là họ thấy là cái khoảng cách hai người yêu nhau quá xa, chỉ thị là hai người đang trong mối quan hệ là ở hai quốc gia riêng biệt. Và họ bị suy nghĩ về những cái người khác đánh giá vào cái mối quan hệ của họ với bạn rất là nhiều, mà không quan tâm là cái tình cảm của hai người như thế nào hết trơn á. Và họ đang có một sự nóng vội trong cái việc đánh giá về cái người yêu của mình. Tại sao họ không có cho cơ hội để tìm hiểu người yêu mình nhiều hơn trước khi xem là cái mối tình này đúng hay là sai? Và lời khuyên là họ nên phải cân nhắc là hãy tìm hiểu cái người yêu họ nhiều hơn trước khi họ quyết định ra cái phán xét là đúng hay sai với cái người mà họ đang trong mối quan hệ, hoặc là vừa chia tay, mất kết nối. Thời điểm này, cái thời điểm họ đang trải qua một cuộc tái sinh về cái tâm sinh lý cũng như cái ước muốn trong cuộc sống của họ. Và bản thân cái lá bài đảo ngược á, thì họ đang nghi ngờ bản thân họ quá là nhiều. Cái sự thiếu tự tin này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trí hiện tại của họ, mà còn thể ngăn cản họ đưa ra những quyết định dẫn đến sai lầm trong cuộc sống rất là nhiều. Để xây chuyển cái tình thế này á, thì lá bài này khuyến khích cái người này phải lấy lại sức mạnh và sự tự tin. Bây giờ là lúc để hành động. Đừng có đưa ra những phán quyết cũng như mắc kết nối những cái mối quan hệ thực sự cần thiết cho họ trong lúc này. Và hai bạn là mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Một người thì đang tìm kiếm bản thân, một người thì đau khổ trong tình yêu vì bị từ chối. Và cái lá bài The Hierophant này xuất hiện thì chứng tỏ là hai bạn có đến được với nhau hay không là ở 50-50 nha các bạn. Tại phải tùy thuộc vào bạn và tùy thuộc vào người đó nữa. Cả hai đều đang gặp vấn đề rất là rắc rối trong cuộc sống của mình. Một người thì lạc lối, một người không biết bản thân mình muốn gì. Thành ra là hai người đi ra hai đường rất là xa xôi nhau, không có gặp lại. Và chỉ khi nào mà hai bạn tìm được chính bản thân của mình, biết mình vượt qua những cái nỗi tiêu cực không đáng có trong cuộc sống, thì cái lá bài này nó sẽ là một cái cam kết rất là nhiều. Và cái mối quan hệ này sẽ trở nên gắn bó hơn và bắt đầu tiến vào cái cột mốc khi cái lá bài này xuất hiện. Bởi vì nếu như bạn và đối tác của bạn có cùng một cái giá trị và mục tiêu, đây là một lá bài rất tốt nếu cái mối quan hệ được cam kết là điều bạn mong muốn khi mà cả hai tìm được chính mình. Và lời khuyên là các bạn phải tìm ra một cái cố vấn sẽ cung cấp cho hai bạn cái sự khôn ngoan và hướng dẫn về tâm linh, cũng như là biết cách sống hơn, biết bản thân mình muốn gì và vượt qua những cái nỗi tiêu cực không đáng có của mình. Và hai bạn thực sự là phù hợp, bởi vì hai bạn đều có cái nguyên tắc về truyền thống. Các bạn rất phù hợp với hôn nhân, cam kết và chia sẻ kiến thức cùng nhau, bởi vì giá trị hai bạn tìm đến là giá trị bền vững,
theo hướng là đạo đức của gia đình, một cái nền tảng rất là tốt cho hôn nhân trong tương lai. Và khi các bạn nhận được những cái lời khuyên và cố vấn về mối tình cảm hiện tại, tuy nhiên nên nhớ chỉ có hai bạn mới hiểu rõ nhất và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với tình cảm này. Những lời cố vấn mà ác ý là những cái người này không đủ kinh nghiệm và tin tưởng để nhận định tình yêu của hai bạn đâu. Cái quan trọng nhất là mình phải thấy được gì, mình muốn gì và cần gì ở mối quan hệ này, và hai bạn có thực sự là hòa hợp hay không là do chính hai bạn quyết định. Và lời khuyên là hai bạn phải nên tha thứ và khoan dung cho nhau, nên chấp nhận tổn thương mà các bạn đã gây ra và cùng nhau hướng về cái quy định của truyền thống, hướng vào cái lối đi xưa cũ là một cái lựa chọn khôn ngoan nhất tại thời điểm này. Hãy nhớ về quá khứ của hai người đã từng tốt đẹp biết bao nhiêu và đừng nên bỏ phí nó trong một giây phút nào hết. Vì quá khứ nó tươi đẹp đã chứng tỏ là hai bạn đã cùng nhau có một khoảng thời gian rất là đẹp. Tất cả là do hai bạn đang sống trong tiêu cực, suy nghĩ rất khác đi, đánh mất cái bản thân mình và làm cho mối quan hệ càng ngày càng tệ, một điều không đáng để xảy ra trong cái thời điểm này. Tuy nhiên, cần phát triển bản thân để cả hai cùng tiến vào thế giới mới, tiến vào một cách để hai người sẵn sàng cam kết cho một cái mối quan hệ bền vững sau này. Và thông điệp là họ đã nghĩ rằng như là cảm thấy là hai các bạn đã xa nhau rất là xa rồi. Và tôi đã vùi đầu trong công việc để có thể quên được bạn rất là nhiều. Và họ hoàn toàn không có phản ứng khi mà ai đó nhắc đến bạn. Một cái sự rất là đau buồn khi cái thông điệp họ muốn gửi là họ đang muốn tìm chính cái bản thân họ. Và bản thân họ không có muốn dây dưa trước mối quan hệ này nữa. Đợi khi nào họ biết phát triển bản thân của mình, biết đâu là cái họ cần tìm, thì từ đó mới hy vọng là cái mối quan hệ của bạn sẽ tiến triển tốt hơn. Và cái thành công hay không thành công, nó thuộc về 50-50 nha các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem. Rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.